Lãnh đạo chính phủ đồng ý vay 2,53 tỷ đô la Mỹ từ 6 đối tác nước ngoài cho 16 dự án phát triển bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long. Chủ trương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án cao tốc và triển khai các dự án ODA ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mới đây. Theo lãnh đạo chính phủ, Việt Nam còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng, linh hoạt hơn trong việc vay vốn ODA khi nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài. Bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt theo nghị quyết của Quốc hội giao. 16 dự án này đã được hai bộ Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 13 tỉnh thành miền Tây thống nhất đề xuất. Theo Thủ tướng, vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò chiến lược. Việc phát triển hạ tầng giao thông đối với vùng có ý nghĩa rất quan trọng khi tạo không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các điểm nghẽn của vùng. Do đó, Lãnh đạo chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan cùng các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập trung tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu thi công cao tốc để các